Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt Windows 11 trên laptop cũng như cài đặt trên PC. Phần cứng không được hỗ trợ để cài đặt Windows 11. Chúng ta vẫn có cái thủ thuật để giúp cho các bạn có trải nghiệm dùng Windows 11 trên máy tính để bàn cũng như máy tính laptop. Ở video này thì mình đang có một cái laptop Dell thương hiệu là Latitude E6510. Laptop này nó không hỗ trợ để cài đặt Windows 11 nhưng mà mình vẫn có thể cài đặt được Windows 11. Các bạn nên sử dụng Windows 11 bởi vì mình đã trải nghiệm dùng thử, mình thấy rất là mượt và có nhiều cái tính năng rất là hay, đặc biệt là thiết kế về mặt giao diện đồ họa nhìn rất bắt mắt, giống như là hệ điều hành Mac OS nó thiết kế tương tự kiểu vậy. Đây là mã thương hiệu Dell của mình này. Đấy, có E6510 ở đây. Thì công việc đầu tiên là bạn sẽ cần phải có một cái bộ cài Windows 11. Thì bộ cài Windows 11 mình sẽ chia sẻ ở phía bên dưới. Và đương nhiên là bạn cũng sẽ cần phải tạo một cái USB boot để các bạn có thể boot được vào cài đặt Windows. Thì nếu các bạn chưa biết cách tạo USB boot thì mình cũng có cái đường link để hướng dẫn cho các bạn cách tạo USB boot hoặc là HDD boot. Ở đây mình đã có một cái ổ cứng rời bên ngoài mình làm để sử dụng HDD boot. Bạn có thể sử dụng USB hoặc là ổ cứng cắm ngoài để tạo USB boot đều được nhé. Mình đã cắm vào. Đối với dòng máy Dell thì để vào BIOS thì chúng ta sẽ bấm phím tắt là F2. Còn với các cái thương hiệu khác thì các bạn cũng có thể tra trên mạng hoặc là comment bình luận phía bên dưới, mình sẽ chỉ cho các bạn cách phím tắt để vào BIOS cài đặt. Đối với máy để bàn thì chúng ta có các cái thương hiệu, các bạn phải biết là main của mình là thương hiệu gì, main thương hiệu Giga hay là Foxconn hay là thương hiệu gì thì nó cũng sẽ có cái phím tắt để vào BIOS. Đối với dòng Dell thì mình sẽ bật nút nguồn ở đây, bật nút nguồn để bắt đầu khởi động máy tính. Khi khởi động máy tính thì các bạn bấm phím F2 liên tục nhé. Bấm phím F2 đây. F2 này, để vào màn hình BIOS này, bấm phím F2 đấy. Mình sẽ bấm phím F2. Các bạn bấm liên tục nháy 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 như này. Đấy. Khi bạn bấm phím F2 liên tục thì các bạn sẽ vào được cái màn hình BIOS của thương hiệu Dell, laptop Dell. Điển hình như con Dell cụ thể này của mình là có mã E6510. Bước tiếp theo bạn sẽ di chuyển, dùng phím mũi tên di chuyển xuống phần boot và các bạn sẽ lựa chọn là boot UEFI. Đấy. Đối với các cái thương hiệu khác thì việc các bạn chọn khởi động với UEFI thì các bạn hãy tìm xem là cái UEFI của bạn nó nằm ở đâu. Và cái laptop này của mình đã tích chọn UEFI từ trước đó và cái này của mình nó là đã nhận được cái ổ cứng này đấy, có mã đấy. Đấy, có mã như các bạn đã nhìn thấy. Đấy, các bạn chỉ việc tích chọn UEFI để nó cài Windows theo chuẩn UEFI. Tất nhiên là bạn cũng có thể cài đặt Legacy được. Đây, nếu như các bạn tích chọn Legacy, ở đây thì các bạn tùy nhá, ổ cứng của bạn là USB thì các bạn sẽ cần di chuyển USB này, bạn tích chọn và cho nó khởi động lên trên cùng. Đấy, bạn bấm phím mũi tên lên ở đây để lựa chọn boot từ USB. Và để cài Windows 11 thì mình khuyên các bạn nên lựa chọn là UEFI. Đối với từng dòng máy khác nhau thì cái lựa chọn UEFI thì nó sẽ có ở các vị trí khác nhau thì các bạn sẽ tìm hiểu. Nếu các bạn không biết nó ở chỗ nào thì các bạn cứ gửi mã máy thương hiệu của các bạn thì mình sẽ chỉ cho bạn cách điều chỉnh UEFI ở chỗ nào. Sau đó thì các bạn bấm Apply nhé. Đấy, công việc tiếp theo thì các bạn exit để nó khởi động từ ổ cứng cắm ngoài. Và như vậy là cái HDD box này của mình
Nó đã khởi động vào Windows Mini, mình sẽ tiến hành cài đặt Windows 11 trong Windows Mini. Ok, như vậy là bạn đã vào được Windows Mini rồi. Bây giờ các bạn mình sẽ mở cái bộ cài. Ở đây mình sẽ tiến hành cài vào cái ổ cứng 750GB này, ổ C. Đây là cái ổ HDD di động. Đấy. Đầu tiên mình sẽ format cái ổ C này. Nháy chuột phải, mình chọn format. Mình sẽ đặt tên cái ổ này là Windows 11. Win 11 nhé. Cái bàn phím của mình nó đang bị hỏng. Mình chỉ gõ Win 11 như vậy thôi. Bấm OK. Như vậy format cái ổ cứng thành công. Nếu các bạn có dữ liệu thì các bạn cần lưu ý. Các bạn copy hết dữ liệu đã nhé. Rồi mới format nhé. Mình sẽ tiến hành cài đặt Windows vào đây. Và trong cái ổ di động này mình đã có file Windows 11 mới nhất ở đây. Đấy, bây giờ mình sẽ nháy đúp vào để tiến hành cài đặt xem có cài đặt ấy được hay không. Đấy, và mình sẽ bấm cài đặt để các bạn cùng theo dõi. Bấm Next tiếp theo. Bấm cài đặt. Chỗ này mình sẽ chọn là không có Product Key và lựa chọn Windows 11 Pro. Bấm Next. Và như các bạn nhìn thấy ở trên màn hình thì nó nói là cái ZIP PC này thì không thể chạy được Windows 11 và chúng ta không thể cài được. Tuy nhiên thì ở video này có một cái thủ thuật nhỏ giúp các bạn vượt qua được cái lỗi này và các bạn có thể cài được trên những cái phần cứng không hỗ trợ cài đặt Windows 11. Đấy, như vậy đầu tiên chúng ta sẽ tắt cái cửa sổ này và cái thủ thuật thì nó rất là đơn giản thôi, ai cũng có thể làm được. Thì đầu tiên các bạn sẽ cần ở đây mình sẽ thoát cái bộ cài này nhá, mình bấm nháy chuột phải và mình chọn Eject nhỉ. Đấy. Mình thoát cái bộ cài Windows 11. Bạn sẽ cần thêm một cái bộ cài Windows 10 hoặc Windows 8 đều được. File ISO nhé. Đây, trong máy tính của mình đã có file Windows 10 21H1 phiên bản 64 bit các bạn nhé. Mình sẽ mount cái bộ cài này. Nháy chuột phải, mount. Như vậy là trong cái ổ mount này mình sẽ copy toàn bộ cái file này của Windows 10. Đấy. Copy nhé, copy hết. Mình sẽ đặt vào một cái ổ ở đây. Mình sẽ tạo một cái folder. Đây là Win 10 cho nên mình đặt là Win 10. Đấy, W10 này. Và mình dán toàn bộ các cái file ở trong ISO Win 10 vào đây.
Ok, như vậy là bạn đã copy được cái bộ cài Windows 10, 10 ra folder. Tiếp theo, bạn sẽ mở tiếp cái bộ cài Windows 11 ở đây. Bạn sẽ mở cái bộ cài ISO này. Bạn nháy đúp. Bạn vào cái folder suộc này. Và bạn tìm đến một cái file install. Bạn tìm cái file install.vim. Đây rồi. Bạn sẽ tìm cái file install.vim của Windows 11 nhé. Bạn copy cái file này. Nháy chuột phải. Copy. Và bạn dán đè vào cái Windows 10 khi nãy các bạn vừa giải nén. Bạn cũng vào cái phần suộc ở đây. Bạn tìm y cũng tìm cái file install. Đây là cái file install của Windows 10 thì mình sẽ đổi tên hoặc các bạn có thể ghi đè hoặc xóa. Nhưng mà mình sẽ đổi tên, đây là install của Windows 10 nhé. Mình ghi là Windows 10. Ok, đây là file cũ của Windows 10. Và mình sẽ copy cái file install.vim của Windows 11 vào đây. Ok, như vậy là cái file install.vim của Windows 11 mình cũng đã copy vào cái Windows 10. Và bây giờ thì chúng ta chỉ cần quay trở lại cái folder Win 10 và các bạn bấm vào cái file setup này là chúng ta tiến hành cài đặt. Nháy đúp này. Mình sẽ tiến hành bấm next. Chọn cài đặt. Chọn vào tôi không có key nhé. Ở đây mình sẽ lựa chọn là Windows 11 Pro. Bấm Next. Như vậy là chúng ta đã vượt được qua cái bước kiểm tra về phần cứng của Windows 11 rồi. Bấm Next. Chọn Custom. Ở đây mình sẽ cài vào cái ổ Win 11 này. Các bạn có thể là chia cái ổ này. Ở đây mình sẽ format nhé. Ok, và mình bấm next. Nếu như khi các bạn gặp cái lỗi mà Windows không thể create new partition hoặc local này thì cái này chúng ta khắc phục rất đơn giản thôi. Chúng ta bấm vào xóa này, delete này. Đấy. Cái bước này mình quên là chưa hướng dẫn cho các bạn cách kiểm tra cái phần cứng của các bạn để đáp ứng cài Windows 11 nữa. Bởi vì mình boot từ chuẩn UEFI cho nên là cái ổ cứng của chúng ta sẽ cần phải định dạng sang GPT. Ở đây mình sẽ quay trở lại cái desktop của mình nhé. Mình sẽ mở cái phần đây, mình mở to và mình sẽ chọn là partition winsa để mình kiểm tra cái ổ cứng của mình nó chuẩn GPT hay chưa.
Như các bạn nhìn thấy ở đây, cái Big 1 này của mình nó đã là GPT ở đây rồi. Còn nếu chỗ này của bạn là MBR thì các bạn cần convert sang GPT nhé. Đấy, các bạn bấm chuột phải và chọn convert. Của mình là từ GPT rồi thì mình không muốn convert sang MBR nữa. Nhưng nếu chỗ này của bạn là MBR thì bạn sẽ bấm convert sang GPT để chúng ta cài Windows theo chuẩn UEFI và ổ cứng là GPT. Đó. Ok, ổ cứng mình đã chuẩn rồi. Bây giờ mình quay trở lại cái cửa sổ cài đặt Windows tiếp theo này. Khi bị lỗi này thì mình sẽ tiến hành phân vùng lại cái ổ disk 1 này. Mình bấm delete này. Ok. Và mình sẽ tạo một ổ mới. Ví dụ như là mình chọn ổ Windows thì mình sẽ chọn là khoảng 300 GB đi, vì ổ của mình là 700 GB, mình cài rất nhiều phần mềm, mình sẽ chọn là 300.000 MB tương ứng với 300 GB các bạn nhé. Sau đấy mình bấm apply này. Ok. Như các bạn nhìn thấy ở đây này, cái partition bar này mình đã vừa tách ra từ ổ 700 GB. Đấy, sau đấy thì mình các bạn lựa chọn cái ổ này nhé. Còn những cái ổ này nó tự động được sinh ra. Những cái ổ này là ổ khởi động Windows giúp cho Windows nhanh hơn. Mặc định nó có như vậy, các bạn không nên xóa bỏ các phân vùng này nhé. Sau đấy các bạn bấm Next nhé. Đấy, và các bạn tiến hành cài đặt Windows như bình thường. Như vậy là với thủ thuật nhỏ thì cái bước kiểm tra về phần cứng tương thích cài đặt Windows 11 đã được thoát và chúng ta đã vượt qua được. Và các bạn cứ bình tĩnh theo dõi tiếp video này, bởi vì các cái bước cài đặt Windows 11 như thế nào cho nó tối ưu, và các bạn nên tạo tài khoản của Microsoft hay là tài khoản dạng local thì hãy bình tĩnh để đón xem các cái phần phía đằng sau. Những cái phần đơn giản thì mình cũng sẽ tua nhanh thôi.
Chỉ còn ít phút nữa thôi là chúng ta sẽ cài đặt xong Windows 11, thì những cái thiết lập phía đằng sau thì nó cũng là những cái thiết lập tối ưu cơ bản. Thì nếu như các bạn nào biết rồi thì các bạn có thể tua nhanh bỏ qua cũng được. Còn nếu đây là lần đầu tiên các bạn làm quen với máy tính và lần đầu tiên các bạn cài Windows 11 thì các bạn hãy dành thêm ít phút thời gian nữa thôi để cùng mình theo dõi cái phần đằng sau thiết lập tên tài khoản cho Windows của các bạn, cho máy tính của các bạn. Chỗ này thì chúng ta chọn là country, mặc định là United States. Bạn bấm yes nhé. Tiếp theo cái keyboard layout này, chúng ta cũng chọn keyboard layout là US nhé. Bấm yes này. Cái này nó hỏi là chúng ta có muốn add cái bàn phím thứ hai hay không. Các bạn tốt nhất là bấm bỏ qua. Nếu các bạn bấm add layout mà trong quá trình đặt mật khẩu nó khác hệ là các bạn sẽ gõ đúng mật khẩu nhưng vẫn không vào được đâu. Nhiều bạn sẽ bị vướng ở cái chỗ này này, cho nên cái chỗ này thì các bạn bấm skip bỏ qua nhé. Bước này là nó bảo bạn kết nối với mạng Wi-Fi của các bạn hoặc kết nối mạng Internet. Tuy nhiên thì mình sẽ chọn là tôi không có Internet, mình sẽ kết nối sau. Tiếp theo, nó vẫn bảo là kết nối Internet nhưng mà mình sẽ chọn là Continue. Chỗ này chúng ta đặt tên. Mình đặt là admin. Bấm next tiếp theo. Đặt mật khẩu, mình sẽ không đặt mật khẩu nha. Bấm next. Tiếp tục bấm next. 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 Accept.
Windows cài đến bước này rồi thì các bạn cứ ngồi đợi thôi. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn cài đặt Windows 11 trên chiếc laptop Dell, và chiếc laptop Dell này không hỗ trợ về phần cứng nhưng mà mình vẫn có thể cài đặt được. Và đây là giao diện sau khi chúng ta cài đặt Windows 11 xong. Mình có thể cho các bạn kiểm tra ngay cái phiên bản của Windows 11 này. Mình sẽ gọi là Winver để các bạn kiểm tra version của Windows. Đây. Như các bạn nhìn thấy đây, giao diện của Windows 11 này, phiên bản 22.0.0.132 mới nhất hiện nay. Đây là mình đang lựa chọn cài đặt Windows 11 Pro. Đấy. Và bây giờ thì chúng ta chỉ việc kết nối mạng Internet mà thôi. Bật wifi nhá. Tên wifi của mình là Not Connect. Đấy, tên thôi các bạn nhá. Còn đây là wifi mình đã kết nối được. Và mình sẽ truy cập thử mở một vài cái ứng dụng để các bạn xem cái giao diện này nó đẹp mê hồn, nó không khác gì macOS. Đấy. Các cái file folder ở Windows 11 nó cũng đã thay đổi về hình ảnh cũng như giao diện, và các bạn thấy ở đây các bạn thấy là Windows 11 nó có cái tiện ích như chia đôi cửa sổ hoặc là chia ba chia tư rất là tiện lợi này. Đấy. Nếu như các bạn có nhiều cái cửa sổ làm việc thì cái việc là chia đôi chia ba cái màn hình này rất là tiện lợi. Đấy. Chia đôi màn hình này. Ok. Đây mình sẽ thay đổi phần thêm này. Mình sẽ lựa chọn background màu ánh trăng tối tối này chẳng hạn. Đấy, các bạn thấy này, nó có các cái background nhìn rất là đẹp. Đấy. Đấy. Nhìn rất là đẹp. Các cái menu start này và các cái icon thì ở Windows 11 nó đã được bố trí ra giữa màn hình thay vì là ở góc bên trái quen thuộc chúng ta thường thấy. Và đặc biệt là ở Windows 11 thì các bạn sẽ thấy là các cái khung cửa sổ bật lên nó sẽ là
bo viền ở đây này, bo góc này, nó sẽ không còn sắc nhọn giống như các cái hệ điều hành cũ. Thì đây là những một vài những cái điểm mà có sự cải tiến của Windows 11. Mình cảm nhận như Windows 11 này nó đang nhái phiên bản của macOS. Tuy nhiên thì không biết là nhái gì đi chăng nữa, nhưng về cơ bản thì mình thấy là Windows 11 nó sử dụng mượt mà và giao diện nó phù hợp đúng theo nhu cầu phát triển, và nó đã kịp thời nắm bắt được cái xu thế của người dùng. Thì mình thấy Windows 11 này rất là hay. Hy vọng là các bạn cũng có thể tự cài đặt được Windows 11 cho máy tính để bàn cũng như là laptop của mình trên bất kỳ thiết bị phần cứng nào. Chúc các bạn thành công.